đi chứ không đi nhờ chập nó mệt người đó đó nha. Nó không gì có hơi cùng lông lắm trời. Chị nữa. Chị nè cười. Kiếp nặng của em mà chị cười rồi. Dạ chứ nó không hiện ra nhưng mà bóp vô nó cục 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 quá trời. Mấy mắc cười lên á, mấy kêu nằm lên cù đào đó. Đau quá vậy Ly ơi. Cục Ly sao nó đang thui nè. Mơ gì à. Cố gắng cố gắng. Không à. Cố gắng đang thương. Thở ra mất nó trật liền.
xíu nữa, hơn xíu nữa. Cái cục nó đau rất là luôn. Do nó dèo quá đó. Bóp chứ không thở ra là nó thụt liền. Ừ, nó chạy vô thuốc liền. Đóng cục này nữa. Nó xíu ra thôi. Đây còn cục cục cho nên nó xuống rồi đừng có tụt xuống.